Trên nhiều tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, áp phích chào mừng ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 19 tháng 5 năm 1890 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Trên những tuyến đường trục chính, khu vực đông dân cư đều được trang hoàng băng rôn, cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích. Với nội dung nhiệt liệt chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Lá cờ đỏ phấp phới, những tấm áp phích, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ trên mỗi con đường, khiến mỗi người dân thủ đô như được tiếp thêm niềm tự hào về dân tộc, về đất nước và càng thêm kính yêu, biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét, thuê chuyên gia nước ngoài hỗ trợ nghiên cứu, báo cáo tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tháng 2 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua 20 tỉnh thành từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tốc độ khai thác 320 km/h. Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hồi tháng 4 đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của tư vấn thẩm tra về hướng tuyến, vị trí nhà ga, công nghệ, hoàn thiện phương án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vừa chở khách, vừa chở hàng, tốc độ thiết kế 200-250 km/h, tốc độ khai thác 200 km/h. Ngày 13 tháng 5, Denvo chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình mang tên Nấu ăn cho em trên kênh YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. MV này nhận được sự quan tâm nhanh chóng bởi ý nghĩa nhân văn mà nam rapper muốn lan tỏa và gửi đến cộng đồng. Được biết, toàn bộ doanh thu mang về từ Nấu ăn cho em sẽ được rapper sinh năm 1989 dùng để đóng vào quỹ xây trường nuôi các em nhỏ vùng cao. Những hình ảnh trong MV cũng chính là hành trình Denvo cùng nhóm bạn đến thăm các học sinh tại hai điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xá Tổng Mường Trà, Điện Biên. Tại đây, anh đã có những giây phút trải nghiệm, cùng chơi đùa, lên lớp với các em, mang nhiều đặc sản quê Quảng Ninh đến và tự tay nấu ăn, cảm nhận, thấu hiểu những khó khăn của cuộc sống nơi núi rừng này. Chỉ sau 2 ngày MV của Denvo lên sóng, 1.758 em nhỏ đã được nhận nuôi, dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh chóng vì độ lan tỏa đến cộng đồng nhờ Nấu ăn cho em mang đến. Trong đoạn giới thiệu bộ phim The Creator, Kẻ Kiến Tạo, do đạo diễn Gareth Edwards thực hiện, Ngô Thanh Vân sẽ hóa thân thành Kami, một phiên bản nửa người, nửa robot, ở thế giới tương lai. Xuất hiện chớp nhoáng trong trailer, nhân vật của cô có tạo hình khá ấn tượng với đôi mắt xanh, cùng vết cắt để lộ lõi máy trong cơ thể. Phim được lấy bối cảnh trong tương lai, khi trí tuệ nhân tạo trở nên đáng sợ, đe dọa trực tiếp tới an nguy loài người. Chúng được lãnh đạo bởi một kiến trúc sư mang tên Creator. Sau khi nhận thức được sự nguy hiểm của AI, chính phủ Mỹ khẩn trương thành lập lực lượng tiêu diệt chúng.